Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Phượng cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lược thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Israel dành ra 2 phút im lặng để tưởng nhớ các nạn nhân của Holocaust. Số người chết vì COVID-19 của Brazil có thể vượt xa Mỹ. Thảm kịch gia đình của Đức Tổng Giám mục Norman đã hình thành niềm tin của Ngài vào sự thánh thiêng của cuộc sống như thế nào. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Israel dành ra 2 phút im lặng để tưởng nhớ các nạn nhân của Holocaust. Lúc 10 giờ địa phương, ngày thứ Năm, 8 tháng 4, còi báo động vang lên trên toàn quốc. Giao thông dừng lại và những người lái xe ô tô bước ra khỏi xe của họ để đứng trong 2 phút để tưởng nhớ những người đã chết vì Holocaust, tức là cuộc diệt chủng người Do Thái dưới thời Đức Quốc xã. Tại ngày tưởng nhớ Holocaust năm ngoái, với việc người Israel bị nhốt trong nhà do các quy định liên quan đến COVID-19, hầu hết các buổi lễ đều được tổ chức trực tuyến. Năm nay, các cuộc họp mặt gia đình được cho phép trở lại ở Israel, nơi tỷ lệ lây nhiễm đã giảm đáng kể và các cơ sở du lịch đã chào đón du khách. Tử vong tại Israel tính đến ngày thứ Sáu, 9 tháng 4 là 6.279 người, trong số 835.486 trường hợp nhiễm coronavirus. Trong 24 giờ trước đó, có 13 người chết vì coronavirus và 217 trường hợp mới nhiễm bệnh. Số người chết vì COVID-19 của Brazil có thể vượt xa Mỹ. Số ca tử vong do COVID-19 đang gia tăng mạnh ở Brazil và nếu cứ tiếp tục theo đà này, nó có thể vượt qua Hoa Kỳ. Hôm thứ Ba, lần đầu tiên số ca tử vong trong một ngày đã vượt qua 4.000 người. Với gần 337.000 sinh mạng bị mất vì đại dịch, số người chết vì COVID-19 của Brazil chỉ xếp sau Mỹ, nơi trung bình số người chết đạt mức cao nhất là 3.285 người vào tháng Giêng. Nhưng trong khi tiêm chủng có thể giúp kiềm chế sự bùng phát ở Mỹ, hệ thống chăm sóc sức khỏe của Brazil đang bị quá tải. Cả nước đã chứng kiến những kỷ lục mới liên quan đến số ca tử vong vì COVID-19 trong 2 tháng qua. Tình hình tại Brazil được cho là vì một biến thể dễ lây lan hơn trong khi người dân không tuân giữ các khoảng cách xã hội. Các thống kê gần đây cho thấy tỷ lệ nghèo đói đã tăng gần gấp 3 lần vì đại dịch làm suy yếu nền kinh tế. Marcelo Neri, giám đốc một tổ chức tư vấn về phát triển Brazil, nói rằng cần phải tập trung nhiều hơn vào vaccine. Hỗ trợ tài chính không phải là một giải pháp cho vấn đề, giải pháp có thể là tiêm vaccine. Chừng nào vaccine còn chưa đến, chúng ta cần các giải pháp cho phép mọi người tuân thủ khoảng cách xã hội và ở nhà. Tổng thống Jair Bolsonaro đã bắt đầu cho sử dụng vaccine mà ông từng khinh bỉ, mặc dù ông vẫn tiếp tục đấu tranh lại tòa án để chống lại những hạn chế liên quan đến khoảng cách xã hội. Ông cũng đang chịu áp lực của các nhà chính trị là phải gia tăng các hành động đối phó. Bolsonaro đã đáp trả các áp lực bằng việc thay đổi nửa tá bộ trưởng vào đầu tuần này, đưa những người trung thành vào các vị trí quan trọng trước chiến dịch tái tranh cử có khả năng gặp nhiều khó khăn vào năm tới. Thảm kịch gia đình của Đức Tổng Giám mục Norman đã hình thành niềm tin của Ngài vào sự thánh thiêng của cuộc sống như thế nào? Trong tư cách là Chủ tịch Ủy ban ủng hộ phò sinh của các giám mục Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Norman đã mạnh mẽ bảo vệ sự thánh thiêng của cuộc sống. Nhưng ít ai biết rằng lịch sử bi kịch của gia đình Ngài đã định hình niềm tin của Ngài về phẩm giá con người, từ các thai nhi và những đứa trẻ sơ sinh đến các tội nhân bị kết án tử hình. Mỗi cuộc đời đều đáng giá, đến nỗi Chúa Giêsu đã hiến mạng sống trên đồi Can Vê cho chúng ta. Và điều đó không biến mất, ngay cả khi chúng ta là thủ phạm của một tội ác bạo lực. Đức Tổng Giám mục Joseph Norman của thành phố Kansas cho biết, trong một cuộc phỏng vấn với EWTN Pro-Life Weekly, phát sóng vào tối thứ Năm ngày 8 tháng 4. Năm 1948, khi Norman vẫn còn trong bụng mẹ, cha của Ngài đã bị sát hại.
Tuy nhiên, mẹ ngài có một đức tin sâu sắc và sự ủng hộ mạnh mẽ từ gia đình và giáo xứ. Bà đã nuôi dạy các con trai của mình mà không có thái độ báo thù. Đức cha Norman đã mang theo giáo huấn này của mẹ mình trong tư cách là Chủ tịch Ủy ban Phò sinh của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, gọi tắt là USCCB, ủng hộ một nền văn hóa sự sống bảo vệ những đứa trẻ chưa sinh và nỗ lực để chấm dứt án tử hình. Dưới con mắt của Thiên Chúa, chúng ta được tạo ra theo hình ảnh của Ngài và chúng ta luôn có phẩm giá. Và Chúa đã đến để cứu chuộc chúng ta. Ngài nói với EWTN Pro-Life Weekly, từ trên thập tự giá, Ngài vẫn tha thứ cho những kẻ hành hình Ngài. Một khi chúng ta hiểu rằng chúng ta cần lòng thương xót của Thiên Chúa, thì chúng ta muốn mở rộng lòng thương xót đó cho người khác. Cho dù đó là đứa trẻ chưa sinh ra trong một ca mang thai khó khăn, hay đó là một người tử tù, mọi sự sống đều thánh thiêng, và việc hủy hoại sự sống luôn luôn là điều phúc âm lên án, Đức cha Norman nói. Ngài nhìn nhận có những hoàn cảnh phải lấy đi mạng sống của người khác, chẳng hạn như tự vệ để bảo vệ mạng sống mình hay của nhiều người khác. Nhưng đối với hình phạt tử hình, xã hội của chúng ta có những lựa chọn thay thế khác. Có những cách thức hiệu quả mà chúng ta vừa có thể bảo vệ mọi người khỏi bọn tội phạm bạo lực, vừa thực sự mang đến cho họ cơ hội hoán cải, Ngài nói. Cha của Norman là một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp từng phục vụ trong Thế chiến thứ hai. Đến tháng 12 năm 1948, vợ ông mang thai đứa con thứ hai của họ là Đức cha Norman. Chính xác là một tuần trước lễ Giáng sinh, ông đã đi làm vào ngày hôm đó và không bao giờ về nhà. Ông ấy đã bị sát hại khi đang làm việc. Đức cha Norman nói về cha mình là ông Fred, người quản lý một cửa hàng rượu ở St. Louis. Sau khi Fred đuổi một nhân viên về nhà vì say xỉn trong công việc, người đàn ông này đã cắt cổ ông, giết chết ông. Fred bỏ lại một người vợ và hai con trai, một dưới 2 tuổi và một còn trong bụng mẹ. Đó là một bi kịch ảnh hưởng đến quỹ đạo của cuộc sống gia đình chúng tôi trong nhiều thập kỷ, Đức cha Norman nói. Tuy nhiên, bất chấp bi kịch, Đức cha Norman cho biết mẹ anh vẫn giữ một đức tin sâu sắc và nuôi dạy các con trai của bà để họ có cùng đức tin đó. Mẹ tôi vẫn có hy vọng và niềm vui bởi vì mẹ tôi tin vẫn còn có Chúa Giê-xu. Mẹ tôi vẫn biết rằng Chúa có sứ mệnh cho bà và mục đích cho bà. Và tôi nghĩ đó thực sự là điều đã đưa mẹ tôi vượt qua bi kịch đó, Đức cha nói. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.